Thưa quý vị, vào sáng ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương tại thủ đô Dublin, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ireland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Thượng viện Ireland Jerry Bertimer và Phó Chủ tịch Hạ viện Catherine Connolly. Chủ tịch Thượng viện Jerry khẳng định chuyến thăm là sự kiện quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Ireland, góp phần gắn kết hơn nữa quan hệ song phương kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1996, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, hoan nghênh việc Việt Nam quyết định mở đại sứ quán ở Ireland, cho rằng cả Việt Nam và Ireland là những quốc gia đã trải qua nhiều thử thách trong quá khứ và ngày nay đang là những nước có tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng thăm cấp nhà nước Ireland vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, thông báo những kết quả quan trọng đã đạt được trong hội đàm với Tổng thống Ireland Michael Higgins và Thủ tướng Simon Harris. Nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ireland, mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ireland và Quốc hội Ireland thành lập nhóm nghị sĩ Quốc hội Ireland-Việt Nam và nhấn mạnh các nhóm nghị sĩ hữu nghị này sẽ là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng và hai nước nói chung. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương thông qua việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó có ủy ban, nhóm nghị sĩ Quốc hội hai nước, tổ chức hoạt động trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, đối thoại chính sách, hội thảo lý luận. Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như Liên minh nghị viện thế giới IPU, đối tác nghị viện Á-Âu ASEP, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDGs, bình đẳng giới, ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức toàn cầu, mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục đào tạo, nông nghiệp, du lịch, phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội Ireland sớm thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVIPA để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư song phương và thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Lãnh đạo Quốc hội Ireland đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế xã hội Ireland và khẳng định sẽ hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam tiếp tục hội nhập thành công, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Các nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về việc Việt Nam chuẩn bị mở đại sứ quán tại Dublin, góp phần đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước nói chung và Quốc hội hai nước nói riêng. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí cần tăng cường phối hợp trong ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với quốc gia có biển như Việt Nam và Ireland. Liên quan đến Biển Đông, hai bên bày tỏ ủng hộ lập trường của ASEAN về bảo đảm hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ireland vào chiều tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Viện Nghiên cứu và Đào tạo Sinh học Quốc gia Ireland, tiếp lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Ireland, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ireland. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Sinh học Quốc gia Ireland được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa ngành công nghiệp, chính phủ và học viện từ năm 2011. Đây không chỉ là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực dược và công nghệ sinh học, mà đây còn là một cơ sở nghiên cứu uy tín, cung cấp các giải pháp chuyên môn cho ngành dược phẩm sinh học, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thế giới. Ấn tượng về cơ sở vật chất hiện đại, môi trường làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là các thành tích của Viện đạt được trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công nghệ sinh học là một trong những lĩnh vực năng động và đổi mới nhất trên thế giới, với những tiến bộ khoa học và công nghệ làm thay đổi các ngành chăm sóc sức khỏe, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng và môi trường bền vững. Nêu rõ vai trò quan trọng của lĩnh vực công nghệ sinh học, Việt Nam đã định hướng, tập trung phát triển, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á, xây dựng ngành công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Việt Nam và Ireland sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác nghiên cứu và công nghệ sinh học trong lĩnh vực y dược, phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ sinh học, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, các chương trình đào tạo giữa các viện, trường và các nhà khoa học. Gặp ông Patrick Mark Killiani, Chủ tịch Tập đoàn Pacific Land,
Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Dublin, Ireland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và sự phối hợp chặt chẽ của lãnh sự danh dự đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước, đề nghị lãnh sự danh dự tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa các địa phương và doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy các doanh nghiệp Ireland, trong đó có tập đoàn Pacific Land, tiếp tục mở rộng hoạt động hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, và vui mừng thông báo Việt Nam đang triển khai các bước thành lập đại sứ quán tại Ireland. Ông Patrick McIlhenny khẳng định tích cực hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Ireland, trong đó có cộng đồng sinh viên, tổ chức các hoạt động quảng bá về đất nước con người Việt Nam tại Ireland. Với vai trò là doanh nghiệp, ông Patrick McIlhenny bày tỏ mong muốn phát triển đầu tư công nghệ sinh học ở Việt Nam, tích cực đẩy mạnh các dự án liên quan tới hợp tác phát triển dự án công nghệ sinh học. Cho biết, tập đoàn Pacific Land đã được trao quyết định thành lập khu công nghiệp cao sinh học Hà Nội. Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành liên quan hoàn thành các thủ tục cần thiết để sớm triển khai dự án, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với quy định. Tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã gặp gỡ 130 đại diện kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ireland và đại diện cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland kiêm nhiệm Ireland, vui mừng chứng kiến sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Ireland, một cộng đồng mới, cơ bản trẻ, với khoảng 5.000 người nhưng đang có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đất nước luôn ở cạnh đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Đảng, nhà nước luôn coi cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Đồng thời tin tưởng cộng đồng người Việt tại Ireland sẽ ngày càng phát triển, lớn mạnh, khẳng định uy tín và vị thế ở sở tại. Tiếp tục làm cầu nối vững chắc trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ireland, tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước. Thông báo cho bà con về việc mở Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đối với cộng đồng người Việt tại Ireland, Đại sứ quán sẽ đóng vai trò là ngôi nhà chung, đồng hành và hỗ trợ bà con phát triển và ổn định đời sống ở sở tại. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ireland. Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ireland vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 2 giờ 45 phút theo giờ Hà Nội. Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Orly, thủ đô Paris, tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 2 giờ 45 phút theo giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Orly, thủ đô Paris, tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Có mặt tại sân bay đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn cấp cao Việt Nam, về phía Pháp có Bộ trưởng Tư pháp, trưởng ấn Didier Michel, Phó tỉnh trưởng Jeff Borsi, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet, Chỉ huy trưởng lực lượng hiến binh, Chỉ huy trưởng lực lượng cảnh sát cửa khẩu, Cục trưởng lễ tân Maria Maura. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Phu Nhân, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Pháp. Dự kiến tại Paris, Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ dự lễ đón chính thức do Tổng thống Pháp và Tổng thư ký Pháp ngữ chủ trì chào mừng các trưởng đoàn tham dự Hội nghị Pháp ngữ lần thứ 19, dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, dự và phát biểu tại phiên chủ đề Thách thức của công dân Pháp ngữ trong kỷ nguyên số, tiếp xúc song phương, nguyên thủ một số nước, tiếp và chứng kiến lễ trao văn bản hợp tác của một số tập đoàn kinh tế, dự lễ khai trương Biển Đông mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự lễ đón chính thức do Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Le Cornu chủ trì, dự hội đàm chiêu đãi với Tổng thống Pháp, tham dự và làm việc với Tổng giám đốc UNESCO, hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp cùng nhiều hoạt động song phương và đa phương khác. Từ ngày 3 đến 7 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Đây được đánh giá là dịp rất quan trọng để thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Pháp ngữ phát triển tốt đẹp hơn nữa và đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai nước ở khu vực và trên thế giới.
Từ khi cộng đồng Pháp ngữ bắt đầu thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội vào năm 1997, Việt Nam đã từng bước mở rộng hợp tác kinh tế với hầu hết các nước thành viên Pháp ngữ. Với tiềm năng là một quốc gia đang phát triển với hơn 100 triệu dân và là nền kinh tế lớn thứ 35 thế giới theo quy mô GDP, Việt Nam được cộng đồng Pháp ngữ và các nước thành viên đặt rất nhiều kỳ vọng. Và trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Francophonie. Việc lần đầu tiên Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao Pháp ngữ ở cấp Tổng Bí thư Chủ tịch nước thể hiện sự coi trọng của chúng ta đối với hợp tác với Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và các nước thành viên, thể hiện Việt Nam là một thành viên đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào sự phát triển của cộng đồng Pháp ngữ. Qua sự tham gia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần này, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ sẽ thấy được sự nỗ lực rất lớn của chúng ta trong việc nâng cao sự hiện diện của Pháp ngữ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, và cũng đã đánh giá cao được vai trò cầu nối của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ của cộng đồng Pháp ngữ với khu vực này. Trong khi hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước Pháp ngữ đến nay đã phát triển khá tốt, Việt Nam đã và đang tiếp tục tạo dựng được những chuyển biến trong hợp tác kinh tế với các nước Pháp ngữ. Với những sự tương đồng về kinh tế, đồng thời có lợi thế đi trước, thành công trong nhiều lĩnh vực sát sườn với các nước Pháp ngữ đang phát triển, đặc biệt là ở châu Phi, Việt Nam có nhiều tiềm năng trong việc đưa quan hệ hợp tác kinh tế với các nước này đi vào chiều sâu. Về phía Pháp, Việt Nam có vai trò quan trọng trong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và cộng đồng Pháp ngữ. Trong quan hệ song phương, Pháp luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm nay có sự tham dự của đại diện của hơn 100 quốc gia và chính phủ, sẽ được tổ chức tại Villers-Cotterêts và Paris. Đây có thể là cơ hội để Việt Nam có thể tiếp cận thị trường các nước nói tiếng Pháp, hàng trăm triệu dân. Chuyên gia nhận định Việt Nam và Pháp đang đứng trước nhiều cơ hội để nâng tầm hợp tác giữa hai nước, cả về lượng và về chất, nhất là khi cả hai nước đều đang đứng trước những đòi hỏi lớn lao về phát triển đất nước, cũng như cùng đóng góp vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và hợp tác. Quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, sự tích cực của các đối tác trên mọi lĩnh vực sẽ tạo động lực mới để nâng cấp quan hệ hợp tác giữa hai bên. Vào sáng nay mùng 4 tháng 10 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi gặp mặt của Thường trực Chính phủ với đại diện doanh nghiệp nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trần Hồng Hà và Lê Thành Long, đại diện lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương, hơn 200 đại diện doanh nghiệp doanh nhân, hơn 40 hiệp hội doanh nghiệp trong nước. Sau 20 năm kể từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, số doanh nghiệp thành lập mới không ngừng gia tăng, là một điểm sáng của nền kinh tế, phản ánh nhu cầu và nỗ lực phát triển trong bối cảnh đất nước còn đối diện rất nhiều khó khăn thách thức. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt hơn 1,88 triệu doanh nghiệp, 8 tháng đầu năm 2024 là trên 110.000 doanh nghiệp, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023. Mật độ doanh nghiệp đang hoạt động tăng khoảng 8,4 lần, từ 1,1 doanh nghiệp trên 1.000 dân năm 2004 lên 9,2 doanh nghiệp trên 1.000 dân năm 2023. Các doanh nghiệp, doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, không chỉ trong nước mà nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã gây được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn tầm xa khu vực và thế giới, góp phần đưa thương hiệu Việt ra toàn cầu và nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế. Đã có các doanh nghiệp dân tộc, tập đoàn kinh tế có quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng là nòng cốt, tiên phong, dẫn dắt sự phát triển của các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế và đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương hiệu quốc gia. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hay tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã và luôn nêu cao tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng đất nước, vượt khó, vượt khổ, tự lực, tự cường, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh thách thức để duy trì hoạt động, duy trì công ăn việc làm cho người lao động, sinh kế cho người dân. Cùng với đó, đội ngũ doanh nhân, các hiệp hội doanh nghiệp đã phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội. Nhiều doanh nhân đã tích cực tham gia các chương trình xã hội xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, gắn bó hơn với giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thường xuyên tích cực đóng góp vào việc thực hiện đột phá, chiến lược về thể chế, xây dựng chính sách và pháp luật.
biểu dương và đánh giá cao sự phát triển, vươn mình mạnh mẽ của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, vừa qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành và triển khai nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần kịp thời chia sẻ và phần nào giảm bớt những khó khăn, thiệt hại mà doanh nghiệp, doanh nhân đang phải đối mặt. Để phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2024 đạt khoảng 7%, tạo tiền đề khí thế cho năm 2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 66 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 44 năm 2023 của Bộ Chính trị. Tiên phong trong tháo gỡ khó khăn, cắt giảm thủ tục hành chính, đề xuất các cơ chế, chính sách, ra soát các thủ tục pháp lý, sửa đổi ngay các quy định, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật không phù hợp với thực tế, tham vấn chặt chẽ ý kiến cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp một cách thực chất, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nói ít, làm nhiều, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tránh tình trạng bất cứ việc gì cấp dưới cũng lên xin cấp trên mà phải căn cứ theo quy định, không thể bất cứ vấn đề gì, dù nhỏ cũng phải lên trình cấp trung ương giải quyết, ra soát quy trình thủ tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đấu thầu, nghiên cứu xây dựng thí điểm phương án luồng xanh, đơn giản hóa đến mức tối đa các thủ tục hành chính dành riêng cho các dự án lớn quan trọng có tính lan tỏa nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng của quốc gia. Khẩn trương xem xét, xử lý hiệu quả kịp thời các kiến nghị của các doanh nghiệp, thông tin kịp thời kết quả xử lý cho các doanh nghiệp không đùn đẩy, né tránh. Nghiên cứu các gói chính sách với quy mô đủ lớn, phù hợp, khả thi để hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp, thì tôi cũng đề nghị có 5 cái tiên phong. Tiên phong thứ nhất là góp phần thúc đẩy 3 cái đột phá chiến lược mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định. Trong đó có cái đột phá về thể chế, đột phá về hạ tầng, đột phá về nguồn nhân lực. Cái tiên phong thứ hai là tiên phong trong cái phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng cái thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, rồi đổi mới sáng tạo. Cái tiên phong thứ ba là trong bối cảnh hiện nay, tiên phong trong góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và ưu tiên cho tăng trưởng, rồi đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiên phong thứ tư là tiên phong trong xây dựng quản trị doanh nghiệp hiện đại để góp phần cho xây dựng cái quản trị đất nước thông minh và xây dựng cái chính phủ trong sạch, liêm chính, vì nhân dân phục vụ. Cái tiên phong thứ năm là tiên phong trong đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, không phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp ở bất kỳ cấp, ngành, địa phương nào. Thứ hai, luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, hoạt động ổn định, lâu dài, hiệu quả, với tinh thần, lợi ích hài hòa, rủi ro, chia sẻ, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển, cùng niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tự hào. Thứ ba, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự. Mặt khác, kiên quyết xử lý những cá nhân, tổ chức sai phạm, vi phạm pháp luật để bảo vệ người làm đúng, tạo môi trường, hệ sinh thái sản xuất kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng, lành mạnh và bền vững. Vào tối qua mùng 3 tháng 10 tại Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khu vực phía Bắc năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng 33 tập thể cá nhân tiêu biểu. Chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khu vực phía Bắc năm 2024, tôn vinh các điển hình tiêu biểu với những việc làm thiết thực, sáng tạo và hiệu quả, đồng thời chia sẻ khó khăn và giải pháp khắc phục. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, các điển hình thể hiện tinh thần kiên định, đổi mới và cống hiến cho đất nước. Ông mong rằng các tấm gương này tiếp tục nỗ lực, góp phần lan tỏa tư tưởng Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua trong xã hội. Các cấp ủy và chính quyền cần sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Thưa quý vị, Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư nước ngoài, thể hiện qua số thu hút vốn liên tục tăng. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng đầu năm nay, tổng vốn FDI đã tăng lên gần 25 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng được đầu tư mới và mở rộng vốn. Trong tháng 9 năm 2024, có 3 dự án điều chỉnh vốn lớn từ hơn 200 triệu đô la Mỹ đến gần 1 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng vốn đầu tư tăng thêm của 3 dự án này đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Vốn đăng ký điều chỉnh của gần 1.027 lượt dự án đăng ký tăng vốn kể từ đầu năm tới nay đạt hơn 7,64 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,1% so với cùng kỳ. Trái ngược với đà tăng của dòng vốn đầu tư nước ngoài, phần góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài lại giảm đáng kể. Trong 9 tháng qua, có 2.471 giao dịch góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt gần 3,59 tỷ đô la Mỹ, giảm 26,2% so với cùng kỳ. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm đầu tư hấp dẫn để rót vốn trong dài hạn. Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, số cây được Hà Nội trồng tại chỗ và đưa về vườn ươm để cứu là trên 4.100 cây. Cây gãy đổ phải cắt thành khúc chuyển về để đấu giá thanh lý củi gỗ là trên 7.600 cây. Liên quan tới việc báo chí quan tâm về bầu cây không bóc ra khi trồng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Hà Nội thuộc Sở Xây dựng cho biết, sau trận bão lớn như Yagi với các cây trồng phi kỹ thuật như cây như vậy cũng đổ gần hết, Sở vẫn tiếp tục duy trì để tìm chủ đầu tư, yêu cầu nhà thầu thực hiện trách nhiệm của mình. Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, góp phần tôn vinh truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập. Vào tối qua mùng 3 tháng 10, tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2024. Năm 2024 là năm thứ 22 Hà Nội tổ chức tuyên dương thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố, thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của thủ đô đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, là sự ghi nhận biểu dương đối với kết quả học tập rèn luyện, vươn lên của lực lượng sinh viên thành phố. Đến nay đã có 2.256 thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Đầu tiên thì về cảm xúc, em nghĩ là em và các bạn thủ khoa được tuyên dương hôm nay thì đều cảm thấy rất là vui và phấn khởi, nhưng mà cái nỗ lực của bản thân đã được ghi nhận một cách rất là tuyệt vời như này, và đặc biệt là cũng được thấy gia đình, bố mẹ tham gia chương trình hôm nay được tự hào về bản thân mình, nên thì em cũng cảm thấy có một chút áp lực một chút và cũng là động lực, mình phải cố gắng hơn để sao xứng đáng với sự tuyên dương mà thành phố đã dành cho, và làm sao đấy để thực sự phát huy được danh hiệu thủ khoa này. Nhân đây em cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn chân thành nhất tới Thành đoàn thành phố Hà Nội cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc đã tổ chức một cái lễ tuyên dương rất là ý nghĩa, nhằm thúc đẩy cho chúng em một cái tinh thần trách nhiệm, có nhiều cảm xúc và có mong muốn lớn hơn nữa trong việc đóng góp vào công cuộc xây dựng thành phố Hà Nội trở nên văn hiến, văn minh và hiện đại. Học hỏi nhiều hơn, trau dồi nhiều hơn và tham gia nhiều những cái hoạt động để đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn, sẽ có thể cố gắng và nỗ lực hơn nữa để có thể đạt được những cái thành tích lớn cho bản thân mình và có thể góp sức mình cho cộng đồng, cho thủ đô cũng như cho đất nước ạ. 100 thủ khoa xuất sắc được tuyên dương lần này là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện với thành tích ấn tượng, trong đó có không ít gương mặt là đảng viên, sinh viên năm tốt các cấp, sở hữu các công trình nghiên cứu khoa học giành giải thưởng trong nước cũng như quốc tế và sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô và đất nước. Xác định việc huy động sức mạnh toàn dân phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về cháy nổ hỏa hoạn đã được tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo triển khai đến từng cơ quan doanh nghiệp, nhà trường và người dân. Buổi huấn luyện, nghiệp vụ và diễn tập phòng cháy chữa cháy như thế này đã nâng cao kỹ năng vận hành trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cùng khả năng phối hợp và điều hành của chính quyền và lực lượng chữa cháy cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ. Hàng tháng phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng tiến hành tổ chức diễn tập giả định các cái tình huống để cho cán bộ công nhân viên cũng làm quen với cái môi trường khi xảy ra cháy nổ thì nó sẽ cần phải thực hiện những cái nhiệm vụ gì và biết cách thoát nạn, sơ cứu người bị nạn như thế nào. Cái ý thức bảo vệ, tự bảo vệ của người dân đấy là yếu tố quan trọng nhất. Cùng với lực lượng công an thì chúng tôi đã tích cực tuyên truyền, cả tuyên truyền chung và tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ gia đình một.
Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang duy trì hoạt động của 4 mô hình phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, gần 2.100 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 1.700 điểm chữa cháy công cộng, 262 mô hình tuyên truyền kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại các chợ, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dễ xảy ra cháy nổ. Chúng tôi tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ sở, kiện toàn, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ, đảm bảo về số lượng, về mô hình tổ chức để kịp thời tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ an toàn và hiệu quả. 9 tháng vừa qua, Công an Thanh Hóa đã tổ chức hơn 6.000 buổi tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho các tầng lớp nhân dân. Tại hàng trăm điểm tuyên truyền, đã có gần 75.000 người tham gia vào các sự kiện nâng cao kỹ năng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và thoát khỏi đám cháy.